nay mình sẽ review nhanh bộ song mới của nhà Black Blue, và dòng này là Amphibian Version 9, thì có 7 màu tất cả. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng màu nha. 46 là màu hồng có pha tí xíu đỏ. Màu này thì hợp mọi loại da, mọi loại makeup luôn, không makeup dùng lòng môi cũng rất là đẹp. Nói chung là Tini thấy bạn nào thích tông hồng là nên có một em này trong túi xách. 47 thì cũng là tông hồng, nhưng mà cái tông hồng này nó hơi kén da nha. Đối với mình đó thì mình thấy là da ngâm dùng màu này không có đẹp đâu, với cả là chất son nó cũng không có che được hết khuyết điểm môi của mình nữa, cho nên đối với mình là mình sẽ không mua cái màu này đâu. 48 là màu hồng ngã tí xíu cam, thì màu này Tini thấy rất là ok, không trang điểm hay là trang điểm dùng đều rất là xinh, và đặc biệt là bạn nào dân dân phòng á mà lười trang điểm thì dùng màu này là rất là hợp luôn á. 49 thì màu hồng nó có thêm tí xíu đỏ, nó thuộc về tông trầm, cho nên là Tini thấy nó giống như màu cánh hoa hồng khô vậy á, nhưng mà nó chưa có đậm tới mức như vậy. Thì cái màu này Tini thấy là xinh đẹp, dùng được cho mọi hoàn cảnh, và make up hay không make up dùng đúng rất ok luôn. 50 là màu đỏ thuộc về hơi trầm một chút xíu. Trời ơi, màu này đi tiệc là xuất sắc luôn, cho nên là Tini nghĩ á mấy cái dịp cuối năm như thế này là các bạn nên sắm một cây để mà đi tiệc á, ok lắm á nha. Tuy nhiên dùng mà không có trang điểm thì nhớ là thoa lòng môi thôi. Màu 51 thì giống với màu 50, thêm một tí xíu cam nữa. Thì cá nhân mình thì không thích màu này cho lắm, tại vì nó không có sự khác biệt nhiều so với màu 50 á. Và nếu như mà bạn nào đang phân vân giữa 50 và 51 thì các bạn cứ nhắm mắt chọn đại đi, tại vì hai màu nó tương tự với nhau à. Màu 52 thì đẹp xuất sắc luôn, màu này đi tiệc là tuyệt vời luôn. Nếu như mà thoa đậm mà make up kiểu tay tay á là trời ơi sang chảnh hết nấc luôn. Tuy nhiên nếu như mà dùng hàng ngày hoặc là những bạn nào còn trẻ á, thì chú ý dùng cái màu này thoa nhạt thôi, tại vì thoa đậm quá sẽ rất là dễ bị dừ á. Nhìn chung thì bộ sưu tập mới lần này của Black Blue thì Tini đánh giá khá là cao nha. Trước tiên là về vỏ son nè, thì mình cảm giác là cái vỏ nhựa bên ngoài á nó khá là sang chảnh hơn so với giá tiền của cái thỏi son. Và về chất son á thì vẫn giữ được phong độ của các version cũ, đó chính là mềm mướt, môi dùng lâu thì môi không có bị khô hay là bong tróc. Nói chung là chấm điểm rất là cao về khoảng chất son. Và cái này điểm trừ là cái mùi son, thì đối với mình là mình không thích cái mùi mỹ phẩm quá nồng, thì cái mùi em này khá là nồng, cho nên là nếu như mà bạn nào không thích mùi trong mỹ phẩm thì có thể đây là điểm trừ. Tuy nhiên bạn nào thích mùi thì đây có thể là điểm cộng, tùy sở thích mỗi người thôi hả. Về màu son thì Tini đánh giá chưa có cao lắm, nhưng mà thật ra công bằng mà nói thì son nó cũng quanh đi quẩn lại có bao nhiêu màu đó thôi. Chắc chắn những cái màu này nó sẽ trùng lại so với những cái màu version cũ. Cho nên là Tini nghĩ nếu như mà bạn nào đang dùng những cái version cũ mà chưa có hết á thì các bạn cứ dùng đi. Khi nào hết hoặc là các bạn chưa có dùng Black Blue lần nào thì các bạn hãy mua dùng. Đừng có đang dùng cái version cũ rồi cái ồ trời thấy ra version mới rồi mua, thật ra nó cũng tương tự na ná nhau thôi hả. Đó, tuy nhiên thì Tini vẫn đánh giá rất là cao những cái tông đỏ của cái bảng màu này nha. Đặc biệt là màu số 52 nè, màu số 49 nè, màu số 46 nè. Đó là những cái màu mà Tini thấy khá là nổi trội và các bạn nên thử. Và nếu như bạn nào muốn mua son Black Rose giống như trong video này á thì các bạn lên ngay Lazada và canh nhàn ngày 25 tháng 11 có rất là nhiều chương trình sale cũng như là quà tặng hấp dẫn cho các bạn luôn. Và hoặc là các bạn có thể tham khảo đường link mua hàng mình để ở phần mô tả video này. Cảm ơn đã theo dõi hết video mình. Bye!